Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội rèn thể lực và hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Như đã đưa tin nhằm đảm bảo lực lượng kế hoạch dài của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện trưởng Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung các cầu thủ, trong đó mới nhất là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Do đội tuyển Việt Nam tạm ngừng hoạt động để các cầu thủ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau khi kết thúc trận đấu với Australia, nên Công Phượng sinh hoạt cùng với các cầu thủ U22 Việt Nam để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Điều quan trọng nhất với Công Phượng trong giai đoạn này là để củng cố nền tảng thể lực và làm quen với nhịp vận động sau một thời gian dài không tham gia thi đấu do ảnh hưởng của dịch Covid. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào ngày 16 tháng 9 để chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân khách gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 và gặp đội tuyển Oman vào ngày 12 tháng 10. Như vậy, Công Phượng sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn sớm gia nhập và trở lại với guồng quay chung của đội tuyển quốc gia Việt Nam.